Các em thân mến, ở bài học trước, các em đã được tìm hiểu về hợp chất hữu cơ và phân loại hợp chất hữu cơ. Bây giờ, các em hãy làm một bài tập nho nhỏ để giúp ôn lại những kiến thức đã học của bài học trước. Bài tập nho nhỏ có nội dung như sau. Hãy sắp xếp các chất C6H6, CaCO3, C10H22, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau. Dưới đây cô đã kẻ sẵn cái bảng để giúp các em làm bài tập này một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bây giờ các em cùng với cô làm bài tập này nhé. Chúng ta nhận thấy C6H6, nếu phân loại chúng ta sẽ phân loại C6H6 là hợp chất hữu cơ hay hợp chất vô cơ. Nếu là hợp chất hữu cơ thì là hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon. C6H6 là một hydrocarbon. Còn CaCO3 thì sao? CaCO3 là hợp chất vô cơ. C10H22, đây là một hydrocarbon. C2H6O, đây là dẫn xuất của hydrocarbon. NaNO3 là hợp chất vô cơ. CH3NO2, đây là dẫn xuất của hydrocarbon. NaHCO3, đây là hợp chất vô cơ. C2H3O2Na, đây là dẫn xuất của hydrocarbon. Như vậy, các em vừa hoàn thành bài tập nho nhỏ dùng để củng cố kiến thức cũ mà các em đã được học ở bài học trước. Các em thân mến, trong các hợp chất hữu cơ mà các em vừa phân loại ở trên thì có một hợp chất, đó là C10H22. Từ công thức C10H22 này, nó có thể tạo ra 75 chất hữu cơ khác nhau. Vậy, tại sao với một công thức phân tử có ít nguyên tố như vậy mà có thể tạo ra nhiều chất khác nhau? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc trên. Các em cùng tìm hiểu bài học mới, bài số 35, tựa bài Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Bài học hôm nay của chúng ta gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức cấu tạo. Đầu tiên, chúng ta đi vào nội dung thứ nhất là tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Trong phần nội dung này, thì thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. Về hóa trị, theo quy ước, trong các hợp chất hữu cơ, carbon luôn luôn có hóa trị 4, oxy luôn luôn có hóa trị 2, hydro luôn luôn có hóa trị 1. Ngoài ra, còn có một số nguyên tố như clor, brom cũng có hóa trị 1. Nếu người ta biểu diễn một đơn vị hóa trị của một nguyên tố bằng một nét gạch thì ta sẽ có cách biểu diễn như sau. Carbon có hóa trị 4 sẽ được biểu diễn bằng 4 nét gạch. Oxy có hóa trị 2 sẽ được biểu diễn bằng 2 nét gạch. Còn hydro có hóa trị 1 sẽ được biểu diễn bằng 1 nét gạch. Mỗi một nét gạch người ta gọi là một liên kết đơn. Ngoài các liên kết đơn mà đã biểu diễn như trên thì còn có liên kết đôi và liên kết ba. Tuy nhiên, trong bài học này cô chỉ đề cập đến liên kết đơn mà thôi. Vừa rồi, chúng ta đã được tìm hiểu về hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Vậy, trong hợp chất hữu cơ,
các nguyên tử liên kết với nhau theo nguyên tắc như thế nào? Để giải đáp thắc mắc trên thì chúng ta cùng xét ví dụ sau. Ví dụ, khí metan CH4. Đây là công thức biểu diễn đầy đủ các liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem đã đảm bảo hóa trị của các nguyên tố chưa nhé. Carbon có hóa trị 4. Được biểu diễn bằng 4 liên kết. Hydro có hóa trị 1. Được biểu diễn bằng 1 liên kết. Như vậy, chúng ta nhận thấy nguyên tố carbon và nguyên tố hydro đã được đảm bảo về hóa trị. Chúng ta thấy giữa nguyên tử hydro và nguyên tử carbon chúng liên kết với nhau bằng một nét gạch nối và người ta gọi đó là liên kết. Vậy, trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em làm một số ví dụ sau. Viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử của các chất sau: CH4O, C2H6 và C3H8. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH4O. Chúng ta thấy trong công thức CH4O thì có 3 nguyên tố là carbon, hydro và oxy. Trong đó, nguyên tố carbon có hóa trị lớn nhất là hóa trị 4. Kế đến là nguyên tố oxy có hóa trị 2 và cuối cùng là nguyên tố hydro có hóa trị 1. Vậy để viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH4O thì đầu tiên các em sẽ viết cái nguyên tố có hóa trị lớn nhất và như vậy chúng ta sẽ viết cái nguyên tố carbon. Và như vậy ở đây chúng ta nhận thấy có một nguyên tử carbon thì chúng ta viết 1C. Tiếp theo là nguyên tố oxy. Oxy có hóa trị 2. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết tiếp. Chúng ta dùng dấu liên kết để carbon liên kết với oxy. Nguyên tố carbon, nguyên tố oxy. Rồi bây giờ tới nguyên tố hydro. Hydro có hóa trị 1. Và như vậy, đối với nguyên tố hydro có hóa trị 1, chúng ta sẽ điền sau cùng. Và trước khi chúng ta điền nguyên tố hydro, chúng ta sẽ kiểm tra xem nguyên tố carbon và nguyên tố oxy đã đảm bảo về hóa trị chưa. Như chúng ta đã biết, carbon có hóa trị 4. Như vậy, xung quanh carbon sẽ có 4 dấu liên kết. Ở đây chúng ta nhận thấy đã có một dấu liên kết, vậy chúng ta sẽ vẽ thêm 3 dấu liên kết nữa. Oxy có hóa trị 2, vậy xung quanh oxy sẽ có 2 dấu liên kết. Ở đây chúng ta đã thấy có một dấu liên kết. Vậy oxy còn thiếu một dấu liên kết nữa, vậy chúng ta sẽ vẽ thêm một dấu liên kết. Và bây giờ chúng ta sẽ điền hydro vào các vị trí còn lại của dấu liên kết. Vậy, cô vừa hướng dẫn các em viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH4O.
Và tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C2H6. Các em nhận thấy trong công thức C2H6 có hai nguyên tố là carbon và hydro. Nguyên tố carbon có hóa trị lớn nhất đó là hóa trị 4, nguyên tố hydro có hóa trị 1. Như vậy, để viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C2H6, thì đầu tiên chúng ta sẽ viết cái nguyên tố có hóa trị cao nhất, đó là nguyên tố carbon. Nhìn vào công thức chúng ta sẽ thấy có hai nguyên tử carbon liên kết với nhau. Như vậy chúng ta sẽ dùng dấu liên kết để hai nguyên tử carbon liên kết với nhau. Rồi tiếp theo là nguyên tố hydro. Hydro có hóa trị 1. Như vậy cô đã nói là hydro chúng ta dùng để điền sau cùng. Và trước khi chúng ta điền hydro, chúng ta sẽ kiểm tra về hóa trị của nguyên tố carbon. Ở cái carbon thứ nhất thì carbon có hóa trị 4, thì xung quanh carbon sẽ phải có 4 dấu liên kết. Ở đây đã có một dấu liên kết rồi, vậy chúng ta sẽ vẽ thêm 3 dấu liên kết nữa. Ở carbon thứ hai, carbon có hóa trị 4, xung quanh carbon phải có 4 dấu liên kết. Đây đã có một dấu liên kết rồi, vậy chúng ta sẽ vẽ thêm 3 dấu liên kết nữa. Và cuối cùng, chúng ta điền hydro vào. Và như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C2H6. Và cuối cùng, cô hướng dẫn các em viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C3H8. Chúng ta thấy trong công thức C3H8 có hai nguyên tố carbon và hydro. Carbon có hóa trị cao nhất đó là hóa trị 4, hydro có hóa trị 1. Như vậy, để viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C3H8, đầu tiên chúng ta sẽ viết cái nguyên tố có hóa trị cao nhất. Ở đây chúng ta nhìn có tới 3 cái nguyên tử carbon, nên ta sẽ dùng dấu liên kết để 3 nguyên tử carbon liên kết với nhau. Tiếp theo là hydro. Hydro có hóa trị 1 nên chúng ta sẽ điền sau cùng. Và trước khi chúng ta điền hydro, chúng ta sẽ kiểm tra hóa trị của carbon xem có đảm bảo chưa. Các em quan sát, cái carbon đầu tiên chúng ta thấy có một dấu liên kết. Vậy còn thiếu mấy dấu liên kết nữa nè? Có phải 3 dấu liên kết không nè? Như vậy chúng ta sẽ vẽ 3 dấu liên kết. Ở carbon thứ hai đang có 2 dấu liên kết, vậy còn thiếu mấy dấu liên kết nữa thì đảm bảo hóa trị? Thiếu 2 dấu liên kết nữa, vậy chúng ta sẽ vẽ thêm 2 dấu liên kết. Và carbon cuối cùng, ở carbon này đang có 1 dấu liên kết, vậy còn thiếu 3 dấu liên kết nữa thì đảm bảo hóa trị 4. Và bây giờ chúng ta sẽ điền hydro vào. Và như vậy, cô vừa hướng dẫn các em viết công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử của các chất CH4O, C2H6 và C3H8. Và tiếp sau đây, cô mời các em quan sát hình vẽ sau. Chúng ta nhận thấy trong hai công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử này, thì các nguyên tử carbon không những liên kết được với các nguyên tử khác, mà còn có thể liên kết trực tiếp với nhau. Để tạo thành mạch carbon. Và bây giờ chúng ta vào phần 2 của nội dung thứ nhất, đó là mạch carbon. Về mạch carbon thì có 3 dạng mạch carbon. Dạng thứ nhất đó là mạch thẳng. Các
cam xoan sát hình vẽ sau. Đây là công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Các em nhìn và quan sát, các em sẽ thấy các nguyên tử carbon liên kết với nhau theo dạng thẳng. Và người ta gọi đây là mạch thẳng. Dạng mạch carbon thứ hai đó là mạch nhánh. Các em quan sát công thức biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Ở đây chúng ta thấy có 3 carbon liên kết với nhau theo dạng thẳng. Và ở cái carbon thứ hai có một ra một cái nhánh và liên kết với một carbon thứ tư. Như vậy dạng này người ta gọi đây là dạng mạch nhánh. Sang mạch carbon thứ ba đó là mạch vòng. Các em hãy quan sát công thức biểu diễn liên kết giữa các phân tử này. Các em thấy các nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành một vòng kín. Và người ta gọi đây là mạch vòng. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các em tìm hiểu về mạch carbon. Có 3 dạng mạch carbon: mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử. Sau đây các em sẽ tìm hiểu về cấu tạo phân tử của rượu ethylic. Đây là cấu tạo phân tử của rượu ethylic. Rượu ethylic là một loại rượu mà hiện nay người lớn thường hay sử dụng. Họ thường sử dụng để uống trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi, dỗ dạp, ma chay hoặc là họp mặt bạn bè. Tuy nhiên, khi uống rượu ethylic hay còn gọi là rượu thì sẽ có một số tác hại rất lớn cho cơ thể. Nó có thể làm tê liệt thần kinh, có thể làm tổn thương một số bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là tổn thương gan, tổn thương dạ dày, vân vân. Vì vậy, người ta khuyên là không nên uống rượu, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh của các em thì cấm hoàn toàn, chúng ta không được sử dụng rượu để uống. Cô giới thiệu cho các em cấu tạo phân tử của dimethyl ether. Đây là phân tử dimethyl ether. Dimethyl ether là một hợp chất gây mê được dùng trong y học. Các bác sĩ thường sử dụng chất này trong phẫu thuật. Các em hãy quan sát hai công thức này và tự trả lời cho cô câu hỏi sau. Hãy so sánh số nguyên tử carbon, số nguyên tử oxy và số nguyên tử hydro của hai chất trên. Các em đã tìm được câu trả lời chưa nào? Và đây là đáp án. Số nguyên tử carbon, số nguyên tử oxy và số nguyên tử hydro của hai chất trên là như nhau. Và chúng ta hãy tiếp tục quan sát và tìm hiểu để tự trả lời câu hỏi sau. Trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử của hai chất trên có giống nhau không? Và đây là câu trả lời. Trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử của hai chất trên không giống nhau. Các em quan sát, ở phân tử rượu ethylic, các em nhận xét thấy có carbon liên kết với carbon
và carbon lại liên kết với oxy. Ở đây carbon lại liên kết với oxy, rồi oxy lại liên kết tiếp với carbon. Như vậy, trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử của hai chất trên không giống nhau. Khi trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử khác nhau sẽ tạo thành các chất khác nhau. Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra từ đầu đề đáp bài, đó là tại sao từ công thức phân tử là C10H22 lại có thể tạo ra 75 hợp chất hữu cơ khác nhau. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào phần 2 của bài, đó là tìm hiểu về công thức cấu tạo. Các em hãy quan sát các công thức trên. Nhìn vào các công thức này, chúng ta sẽ thấy được thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Các công thức này được gọi là công thức cấu tạo. Vậy, công thức cấu tạo cho biết gì? Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Và như vậy, phần 2 La Mã, công thức cấu tạo cô đã vừa hướng dẫn xong, và đây cũng là nội dung của cuối cùng của bài học số 35, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Tiếp sau đây, cô sẽ có hai bài tập nhỏ để củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học ở bài 35 này. Mời các em xem bài tập thứ nhất. Bài tập 1 có nội dung như sau. Viết công thức cấu tạo của A. CH3CL, B. C2H5CL. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này nhé. Để viết công thức cấu tạo của CH3CL thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát ở cái công thức CH3CL thì trong đây thì chúng ta sẽ thấy có 3 nguyên tố carbon, hydro và clo. Carbon có hóa trị 4, hydro, clo đều có hóa trị 1. Vậy khi viết công thức cấu tạo, chúng ta sẽ viết cái nguyên tố có hóa trị cao nhất, đó là carbon. Rồi bây giờ ngoài carbon thì có hydro và clo. Hai nguyên tố này đều có hóa trị 1, do đó chúng ta để điền sau cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hóa trị của các nguyên tố carbon xem có đảm bảo chưa. Carbon có hóa trị 4 nên xung quanh carbon chúng ta sẽ vẽ 4 dấu liên kết. Và tiếp theo chúng ta sẽ điền 3 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử clo vào vị trí còn lại của dấu liên kết. Như vậy, chúng ta vừa viết được công thức cấu tạo của CH3CL. Chúng ta sang bài 1B. Các em hãy quan sát vào công thức C2H5CL. Trong công thức C2H5CL thì có 3 nguyên tố carbon, hydro và clo. Nguyên tố carbon có hóa trị cao nhất là hóa trị 4, hydro và clo đều có hóa trị 1. Vậy, để viết công thức cấu tạo của C2H5CL, chúng ta sẽ viết cái nguyên tố có hóa trị cao nhất, đó là carbon. Ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy có hai nguyên tử carbon. Vậy, chúng ta sẽ dùng dấu liên kết để hai nguyên tử carbon liên kết với nhau. Tiếp theo, hydro và clo đều có hóa trị 1, nên chúng ta để điền sau cùng. Còn bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra về hóa trị của nguyên tố carbon. Ở cái carbon thứ nhất có hóa trị 4, xung quanh phải có đủ 4 dấu liên kết. Hiện giờ đang có 1 dấu liên kết, vậy chúng ta sẽ vẽ thêm 3 dấu liên kết nữa.
Carbon thứ hai đang có một dấu liên kết. Vậy để thỏa hóa trị 4, nó sẽ còn thiếu 3 dấu liên kết. Vậy chúng ta sẽ vẽ thêm 3 dấu liên kết. Và cuối cùng chúng ta sẽ điền 5 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử clo vào vị trí còn lại của các dấu liên kết. Và vừa rồi cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài tập số 1, viết công thức cấu tạo của A CH3CL, B C2H5CL. Và tiếp sau, cô mời các em sang bài tập 2. Bài số 2 có nội dung như sau. Công thức cấu tạo nào viết sai, vì sao? Đề bài cho chúng ta 5 công thức cấu tạo. Đề bài yêu cầu chúng ta hãy tìm ra công thức cấu tạo nào viết sai và vì sao sai. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cùng làm bài tập này nhé. Chúng ta sẽ quan sát công thức cấu tạo thứ nhất. Quan sát công thức này, chúng ta nhận thấy có 3 nguyên tố: carbon, oxy và hydro. Nguyên tố carbon có hóa trị 4 nên xung quanh carbon phải có 4 dấu liên kết. Oxy có hóa trị 2, xung quanh oxy phải có 2 dấu liên kết. Hydro có hóa trị 1 nên xung quanh mỗi hydro đều có 1 dấu liên kết. Như vậy, công thức cấu tạo thứ nhất viết hoàn toàn chính xác. Chúng ta sang công thức cấu tạo thứ hai. Quan sát công thức cấu tạo này, các em nhận thấy có 3 nguyên tố: carbon, hydro và clo. Nguyên tố carbon có hóa trị 4 nên xung quanh sẽ có 4 dấu liên kết. Các em nhìn vào nguyên tử carbon này, các em sẽ thấy chỉ mới có 3 dấu liên kết, vậy còn vẽ thiếu 1 dấu liên kết. Vậy đây là chỗ sai thứ nhất. Các em tiếp tục nhìn vào nguyên tử clo. Clo có hóa trị 1, vậy xung quanh clo sẽ có 1 dấu liên kết. Tuy nhiên, trong cái công thức cấu tạo thứ hai, người ta đã vẽ có 2 dấu liên kết xung quanh clo. Và đây là cái sai thứ hai. Và tóm lại, công thức cấu tạo thứ hai là công thức cấu tạo viết sai và sai ở hai chỗ. Ta sang công thức cấu tạo thứ ba. Quan sát công thức cấu tạo này, chúng ta thấy có 2 nguyên tố carbon và hydro. Ở nguyên tử carbon này, chúng ta thấy xung quanh carbon có 4 dấu liên kết. Ở carbon thứ hai cũng vậy, có đủ 4 dấu liên kết. Các hydro đều có xung quanh 1 dấu liên kết. Tuy nhiên có cái bạn hydro này. Xung quanh hydro có đến 2 dấu liên kết. Trong khi hydro chỉ có hóa trị 1 thì chỉ có 1 dấu liên kết mới chính xác. Vì vậy, đây là cái chỗ sai. Điều này chứng tỏ công thức cấu tạo thứ 3 là công thức cấu tạo viết sai và có một chỗ sai. Ta sang công thức cấu tạo thứ 4. Nhìn vào công thức cấu tạo này, chúng ta thấy có 3 nguyên tố: carbon, hydro và clo. Khi kiểm tra về hóa trị thì chúng ta nhận xét carbon có hóa trị 4, có 4 dấu liên kết. Clo, hydro có hóa trị 1 và xung quanh clo, hydro đều có 1 dấu liên kết. Và như vậy, công thức cấu tạo thứ 4 hoàn toàn chính xác. Mời các em sang công thức cấu tạo thứ 5. Ở công thức cấu tạo này, chúng ta nhận thấy có 3 nguyên tố: carbon, hydro và oxy. Quan sát nguyên tử carbon này, chúng ta thấy xung quanh carbon có đến 5 dấu liên kết. Trong khi carbon có hóa trị 4 thì chỉ có 4 dấu liên kết mà thôi. Như vậy đã vẽ thừa 1 dấu liên kết. Vậy đây là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai, chúng ta hãy quan sát ở oxy. Oxy có hóa trị 2 thì xung quanh oxy phải có 2 dấu liên kết. Tuy nhiên, ở trong công thức này chỉ có viết có 1 dấu liên kết thôi. Vậy đây là chỗ sai thứ hai. Tóm lại, công thức cấu tạo thứ 5 là công thức cấu tạo viết sai và có 2 chỗ sai.
Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài tập số 2, công thức cấu tạo nào viết sai và vì sao. Và bài tập này đã kết thúc bài học 35, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Tiếp sau, chúng ta sẽ đến phần dặn dò. Phần dặn dò sẽ có 2 nội dung. Nội dung thứ nhất, các em hãy làm bài tập số 2 trang 13 sách giáo khoa. Nội dung thứ hai, các em xem trước bài metan để tiết học sau chúng ta có thể hiểu bài và làm được bài tập một cách nhanh chóng hơn. Và như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là chấm dứt. Cô thương chúc các em luôn được nhiều sức khỏe và luôn chăm ngoan học giỏi. Chào các em và hẹn gặp lại.